Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Một hôm, Đức Kitô nói với dân chúng rằng: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi. Và ai đến với tôi sẽ không lội ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Ngài đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong Ngài sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết." Anh chị em thân mến, sau khi hóa bánh ra nhiều để nuôi sống hàng ngàn người, Chúa Giêsu đã không ngần ngại quả viết rằng: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ." Tin vào Chúa Giêsu có nghĩa là đến với Người. Đó là điều kiện tiên quyết để được hạnh phúc, được sống đời đời. Nhưng như Thánh Phaolô nói, làm sao tin được nếu không được nghe? Làm sao nghe được nếu không có người rao giảng? Và làm sao rao giảng nếu không được sai đi? Tất cả những ai tin vào Chúa, đồng thời cũng ý thức sứ mạng mình được sai đi để nói về Chúa cho người khác. Nhờ đó, họ mới có thể đến với Chúa và tin vào Chúa. Cộng đoàn giáo hội tiên khởi đã ý thức về sứ mạng đó, cho nên đi tới đâu họ cũng rao giảng cho người khác biết về Chúa. Khi nói về sinh hoạt của giáo hội tiên khởi, các sử gia cho rằng sở dĩ người Kitô hữu đem lại nhiều thành quả tốt đẹp là vì họ truyền bá tin mừng bằng sách vở, nhưng nhất là bằng đời sống gương mẫu. Tuy nhiên, không phải chỉ có việc tin vào Chúa Giêsu mà còn phải lãnh nhận mình máu Người, thông dự vào sự sống thần linh của Người nữa. Đây là điều không dễ chấp nhận trên bình diện nhân loại, nhưng Chúa Giêsu đã mặc khải sự thật này vì vâng phục thánh ý Thiên Chúa, chứ không tùy thuộc thái độ của con người. Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ và được sống đời đời nhờ tin vào Con của Ngài và đến lãnh nhận sự sống thần linh từ Ngài. Lạy Chúa, xin cho lời Chúa hôm nay soi sáng và mở rộng tâm trí, giúp chúng con luôn biết đón nhận sự thật, được mặc khải và tin nhận Chúa Giêsu là Chúa và là đấng cứu độ. Xin cũng giúp chúng con biết làm chứng cho điều chúng con tin nhận bằng lời nói và gương sáng. Amen.